Kính chào quý vị khán giả đang cùng đến với chương trình trên kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe để đón xem những thông tin mới nhất, nóng nhất và chính xác nhất mà kênh Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị ngay sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Màu mình Quảng Đông hứng chịu những cơn bão dữ dội và ngập lụt trên đường phố. Kính thưa quý vị, Trung Quốc đã trải qua thời tiết khắc nghiệt trong những ngày gần đây, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn. Màu mình và những nơi khác ở Quảng Đông đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ. Sáng qua, trung tâm Màu mình hứng chịu cơn bão dữ dội, nhiều tuyến phố bị ngập, nhiều phương tiện chìm trong nước. Vào sáng ngày hôm qua, khu vực trung tâm thành phố Màu mình đã hứng chịu trận mưa lớn kèm theo gió mạnh cấp 6 đến 7 và dông mạnh. Các đường phố trong khu vực đô thị bị ngập lụt và thành phố đã ban hành thông báo khẩn cấp về 5 điểm rừng, ngừng giao thông, ngừng học sinh, ngừng chợ, ngừng nhà, máy, ngừng trung tâm mua sắm. Đoạn video và người dân địa phương đăng tải cho thấy đường phố ở trung tâm thành phố Màu mình ngập trong biển nước, nhiều phương tiện bị chìm trong nước. Các gian hàng của một chợ rau ở Màu mình cũng tràn ngập và các thương nhân cũng phải trú ẩn trên các kệ hàng. Những ngôi làng gần thành phố Màu mình cũng bị ảnh hưởng bởi những trận mưa xối xả khiến họ ngập trong nước. Người dân trong thôn sử dụng bè nổi tự chế để di chuyển gia cầm. Tính đến 1 giờ chiều ngày hôm qua, 8 thành phố và quận bao gồm Gaozhou và Màu mình ở tỉnh Quảng Đông đã ban hành cảnh báo màu đỏ về mưa lớn. 17 thành phố và quận khác bao gồm Màu mình và Gaozhou đã ban hành cảnh báo màu vàng về dông bão và mưa gió mạnh. Trận lụt trăm năm mới có một lần ập đến, Quảng Đông Dinh Đê vẫn chìm trong nước lũ. Quý vị thân mến, để đánh giá về mức độ thiên tai lũ lụt những năm trước đó, có thể xác định cơ bản đây là trận lũ lụt thế kỷ mới xảy ra một lần. Gần đây, nhiều nơi ở tỉnh Quảng Đông đã bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn trong nhiều ngày, lượng mưa phá vỡ kỷ lục lịch sử trong cùng thời kỳ và một số khu vực dọc theo dòng chính của sông Bắc Giang. Hệ thống nước lớn thứ hai ở lưu vực sông Châu Giang vượt quá dòng cảnh báo. Hiện tại, đỉnh lũ ở khu vực Thiều Quan, phía Bắc Quảng Đông đã đi qua thành phố Anh Đức ở Thanh Viễn và nhiều thị trấn dọc sông Lệ Giang vẫn chìm trong lũ và các thành phố ở hạ lưu sông Bắc Giang đang gặp nguy hiểm. Đây là thảm họa lũ lụt do nước thuyền rồng bất ngờ gây ra. Nước trên thuyền rồng đề cập đến lượng mưa liên tục và quy mô lớn xảy ra trước và sau lễ hội thuyền rồng ở miền Nam Trung Quốc trong khoảng thời gian từ Hạ Chí đến Hạ Chí hàng năm. Hào Nan, người đứng đầu Trung tâm Dịch vụ Thông tin Thảm họa Yongming, nói với nhà từ thiện Trung Quốc, nước thuyền rồng về cơ bản xảy ra hàng năm, nhưng rất hiếm khi có lượng mưa kỷ lục như năm nay. Về cơ bản, có thể đánh giá rằng đây là một lần trận lụt thế kỷ. Theo báo cáo của Cục Quản lý Khẩn cấp tỉnh Quảng Đông vừa qua, do lượng mưa lớn, nhiều nơi ở Quảng Đông đã phải hứng chịu nhiều thảm họa thiên nhiên như bão, lũ lụt và sạt lở đất. Tính đến 11 giờ ngày hôm qua, có tổng cộng 579.600 người ở Thiều Quan, Nam Nguyên, Mễ Châu, Chiêu Khánh, Thanh Nguyên và những nơi khác bị ảnh hưởng. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 28,13 ha, 1.929 ngôi nhà bị sập. Theo cô Lưu, sống ở làng Yu Chui, thị trấn Wujiang, thành phố Dinh Đê, nước đột ngột dâng cao. Cô kể lại rằng đợt mưa này đã giảm hơn rất nhiều. Mực nước đột ngột dâng cao và đến sáng qua thì mực nước rút đi một chút nên tôi không quá coi trọng. Nhưng nó lại tăng vào chiều hôm qua. Đến 9 giờ sáng nay, nước đã ngập cầu thang ở tầng 1. Lúc này cô Lưu mới nhận ra rằng lũ thực sự đang kéo đến. Cô và gia đình nhanh chóng chuyển đồ ở tầng 1 của ngôi nhà lên tầng 2. Gia cầm nuôi ở sân cũng được chuyển lên ban công trên gác rồi xách trục bao gạo vô cùng khó khăn. Trước khi đội cứu hộ đến, cô Lưu đã vội vàng chuẩn bị bữa trưa cho những chú mèo con và những chú chó của mình. Cô nói với China Philanthropist, chúng tôi phải hứng chịu những trận lũ lớn và nhỏ hàng năm và chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại nghiêm trọng đến thế lần này. Vào lúc 9 giờ sáng qua, Bộ Chỉ huy Phòng chống lụt bão hạn hán và gió tỉnh Quảng Đông đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp về phòng chống lũ lụt cấp 2 lên cấp 1. Khi cô Lưu lên xuồng cứu hộ, nước đã dâng đến thắt lưng. Chị, mẹ, em trai 15 tuổi và bà ngoại được chuyển đến nhà người thân ở thị trấn Huân sinh sống.
Không lâu sau khi cô được chuyển ra ngoài, một người bạn trong làng đã gửi cho cô một bức ảnh nước đã ngập đến hơn 1 mét trên tầng 2 của ngôi nhà của cô. Tại nhà người thân có tổng cộng 15 người chen chúc nhau, có cả phụ nữ mang thai, người tàn tật và trẻ nhỏ. Tuy nhiên, không bao lâu sau khi gia đình cô Lưu về đây định cư, lũ lụt trên toàn thị trấn bắt đầu dâng dần lên, ngay sau đó toàn bộ điện nước bị cắt. Cô Lưu rất sợ hãi và cô cũng lo lắng không biết mèo con và chó con bị bỏ lại ở nhà có an toàn không. Những trận lũ lụt nghiêm trọng như vậy chủ yếu gây ra bởi những đợt mưa lớn, lượng mưa dọc theo sông Bắc Giang và dọc theo sông Lệ Giang, một phụ lưu quan trọng của sông Bắc Giang đã vượt qua mức nước lịch sử trong cùng thời kỳ. Ngoại trừ Shawan và Jinde đã thu hút được nhiều sự chú ý, hầu hết thông tin trợ giúp chúng tôi nhận được trong ngày đều đến từ lưu vực sông Lệ Giang, chẳng hạn như thị trấn Buffalo và thị trấn Sibian trước hợp lưu, tất cả đều rất tệ. Ngoài Jinde, thuyền rồng nước còn gây ra thảm họa ở những nơi khác. Nước thuyền rồng lần đầu tiên gây ngập lụt ở Giang Tây và 4 ngày trước đó, huyện Nhu San, tỉnh Giang Tây đã phá vỡ kỷ lục thủy văn địa phương, khiến hơn 10 thị trấn dọc theo sông Lệ An có sông chính cấp 1 ở cùng một nơi bị hư hỏng nặng. Hào Nan cho biết, về cường độ mưa và mức độ ảnh hưởng lũ lụt ở Giang Tây lần này cũng giống như lũ lụt ở phía Bắc Quảng Đông, nhưng Giang Tây đã trải qua trận lũ lụt số 3 vào năm 2022 trên sông Ganjiang và có khả năng chống lũ mạnh hơn và hạ lưu là nước của hồ Poyang, nơi không gây ra lũ lụt liên tiếp. Nhưng Hào Nan nói với nhà từ thiện Trung Quốc rằng trên thực tế hiện nay ở đó đang thiếu nguyên liệu và vấn đề này cần được quan tâm khẩn cấp. Để đối phó với tình hình thiên tai hiện nay ở miền Bắc Quảng Đông, các hoạt động cứu hộ đang được tiến hành rầm rộ. Theo Sở Tài chính tỉnh Quảng Đông, Sở Tài chính tỉnh Quảng Đông đã cấp quỹ cứu trợ thiên tai khẩn cấp năm 2022 là 150 triệu nhân dân tệ, trong đó 50 triệu nhân dân tệ được bố trí cho quỹ cứu trợ thiên tai trung ương và 100 triệu nhân dân tệ cho quỹ cứu trợ thiên tai của tỉnh. Ngoài ra, nhiều nơi đổ xô đến Qiyang Jingde. Theo thông tin từ Cục Quản lý Khẩn cấp Quảng Đông, tính đến 8 giờ sáng nay, tổng cộng 50 thuyền xung kích và thuyền cao su đã được điều động từ Phật Sơn và các thành phố khác và 23 chuyên gia từ đội phụ trợ cứu hộ Quảng Đông đã được điều động đến thành phố Jingde để hỗ trợ hoạt động của thuyền cao su và vội vã đến Jingde để cứu hộ. Các tổ chức xã hội cũng có phản ứng tích cực như Quỹ Phát triển Nông thôn Trung Quốc, Quỹ Một Lòng, Quỹ Phúc lợi Xã hội Nông thôn Thiểu Quang, Liên đoàn Từ thiện Qingyuan và nhiều tổ chức khác đã đổ xô đến Quảng Đông. Trung tâm Dịch vụ Thông tin Thảm họa Zhongming cũng đã khởi động chương trình ứng phó 3 cấp đối với thảm họa lũ lụt ở Quảng Đông và Giang Tây, đồng thời hợp tác với các tổ chức xã hội địa phương để xây dựng một nền tảng hỗ trợ thông tin, cung cấp các điều kiện giám sát thủy văn để nghiên cứu và phán đoán, đồng thời phối hợp tích hợp các nguồn lực. Hào Nan nói rằng nó vẫn đang trong giai đoạn cứu hộ khẩn cấp sau thảm họa. Về công tác cứu hộ, mặc dù mực nước ở hầu hết các khu vực của Jingde, Đức đã giảm xuống mức tối ngày hôm qua, nhưng mực nước ở hạ lưu sông Lệ Giang và vị trí từ Bắc Giang đến Phan La Sai vẫn đang tăng lên, do đó sẽ có mực nước mới trong tương lai. Về hỗ trợ cuộc sống, có một khoảng cách lớn, hiện toàn bộ lưu vực sông Bắc Giang đã bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau, không thể chuyển hết người dân ra ngoài như những đợt lũ lụt vừa qua. Dẫn đến phần lớn người dân vùng thiên tai vẫn còn mắc kẹt ở nhà. Từ những thông tin chúng tôi thu thập được để nhờ giúp đỡ, chúng tôi sẽ thấy rằng việc đục khoét các thị trấn là đặc biệt nghiêm trọng. Hầu hết những người bị bỏ lại ở các thị trấn là phụ nữ, người già và trẻ em bị bỏ rơi. Lời kêu gọi của những người tìm kiếm sự giúp đỡ mà họ không liên lạc được với người thân của mình. Mong họ giúp đỡ, hãy hét lên để đảm bảo an toàn cho người thân của mình. Sau khi trận lũ xảy ra ở Jingde, anh Q làm việc ở Thâm Quyến đã không thể liên lạc được với cha mình ở vùng thiên tai. Mãi đến ngày hôm nay, ông Q mới tìm hàng xóm kêu cứu. Hàng xóm trèo từ mái nhà xuống nhà ông Q thì phát hiện chiếc điện thoại di động của cha ông bị mất điện sau khi cúp điện. Các chuyên gia dự đoán rằng người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai sẽ vẫn bị mắc kẹt ở nhà trong 3 hoặc 4 ngày tới do mực nước giảm chậm. Với ít thiết bị hơn như thuyền kayak, làm thế nào để gửi tiếp tế cho những người bị mắc kẹt là một vấn đề lớn. Vẫn cần kêu gọi quần chúng tự lực, tương trợ và phát huy sức mạnh phối hợp của cộng đồng, Hào Nan nói. Hào Nan tin rằng các tổ chức xã hội tham gia cứu hộ lần này đã hoạt động tốt. Các đội cứu hộ khẩn cấp ở tỉnh Quảng Đông tương đối thành thục, không phân biệt thiểu quan hay thành viễn. Các tổ chức cứu trợ thiên tai chuyên nghiệp có năng lực địa phương xuất sắc đều tham gia cứu trợ thiên tai. Sự phối hợp giữa các bộ phận rất nhịp nhàng, sự phối hợp sắp xếp với các lực lượng xã hội bên ngoài cũng được hoàn thiện cao và họ đã thực sự phát huy hết vai trò của mình. Ông cũng tin rằng sức mạnh của các tổ chức xã hội có thể mạnh hơn để đóng vai trò lớn hơn trong công tác cứu trợ thiên tai ở quy mô này.
Năm nay Yingde ở Qinghuan, Quảng Đông gặp phải một thảm họa lũ lụt hy hữu. Cảnh sát phụ cuối cùng đã giải cứu những người bị mắc kẹt đã được khen thưởng. Hôm qua, một phóng viên từ Nandu đã biết được từ văn phòng công an chấp thuận của Bộ Công an, Zhao Tianfa, một cảnh sát từ Sở Cảnh sát Yingde của thành phố Qinghuan, đã được bằng khen cá nhân hạng nhất. Sở Công an tỉnh Quảng Đông đã trao giải thưởng hạng nhất cho các sĩ quan cảnh sát phụ tá Lu Xiu, Yang Quanqing, Yang Yuquan và Tan Yingquang. Được biết, Sở Công an thành phố Anh Đức, Sở Cảnh sát Dayan nhận được tin báo khẩn cấp của cảnh sát về việc một người dân bị mắc kẹt trong xe do lũ lụt. Cảnh sát Yao Changfa ngay lập tức dẫn 4 cảnh sát phụ Lu Xiu, Yang Changqing, Yang Yuquan và Tan Yingquan đến giải cứu. Nước lũ chảy xiết, không che được eo, họ buộc một đầu dây an toàn vào một chiếc xe tải gần đó và lội qua dòng nước lũ để cố gắng hết sức cứu hộ. Trong 2 tiếng đồng hồ, trong một khoảng thời gian ngắn, lũ dữ dội đã cuốn trôi họ nhiều lần. Họ không bỏ cuộc, lần nữa nắm lấy sợi dây an toàn và đứng dậy đi về phía trước. Sau 6 lần giải cứu cuối cùng, Yao Changfa và những người khác đã giải cứu thành công những người mắc kẹt. Phóng viên Nandu được biết Zhao Changfa tham gia công tác an ninh công cộng vào tháng 12 năm 2019. Trong công tác cứu hộ cứu nạn, anh đã xử lý tổng cộng 122 vụ công an, tham gia 33 công tác cứu hộ lũ lụt, cứu trợ thảm họa, hỗ trợ di chuyển 215 người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, cứu hộ 58 người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.